Xin chào quý vị và các bạn. Quý vị đang theo dõi chương trình cập nhật thông tin thời sự nổi bật trên kênh YouTube Cà Phê Len. Ngay sau đây là những thông tin đáng chú ý. Mời quý vị cùng theo dõi. Tổng Bí thư Tô Lâm nhận điện mừng và đề xuất tăng cường hợp tác từ lãnh đạo quốc tế. Trong các ngày qua, lãnh đạo các đảng, các nước tiếp tục gửi thư điện chúc mừng Chủ tịch nước Tô Lâm được bầu giữ chức Tổng Bí thư, ghi nhận từ báo Vietnamnet. Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk-yeol thay mặt chính phủ và nhân dân Hàn Quốc chân thành chúc mừng Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm. Tổng thống Yoon Suk-yeol khẳng định dưới sự lãnh đạo của Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm, Việt Nam sẽ tiếp tục đạt được những bước phát triển rực rỡ và nâng vị thế quốc tế của Việt Nam lên tầm cao mới. Tổng thống Hàn Quốc bày tỏ mong muốn phối hợp chặt chẽ với Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm nhằm tăng cường hơn nữa quan hệ đối tác chiến lược toàn diện Hàn Quốc-Việt Nam trên tất cả các lĩnh vực và góp phần củng cố hòa bình, ổn định, sự phát triển thịnh vượng của khu vực. Thay mặt chính phủ hòa giải và đoàn kết quốc gia Nicaragua, Tổng thống Nicaragua, Tổng bí thư đảng Mặt trận Giải phóng Dân tộc Sandino Daniel Ortega và Phó Tổng thống Nicaragua Rosario Murillo gửi lời chúc mừng tới Tổng bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm. Lãnh đạo Nicaragua nhấn mạnh, sẵn sàng tăng cường hợp tác giữa Mặt trận Giải phóng Dân tộc Sandino với Đảng Cộng sản Việt Nam và Nhân dân Việt Nam. Chủ tịch Ban chấp hành Trung ương Tổ chức Giải phóng Palestine, Tổng thống Nhà nước Palestine Mahmoud Abbas khẳng định, việc Chủ tịch nước Tô Lâm được tín nhiệm bầu làm Tổng Bí thư là minh chứng rõ ràng về sự tin tưởng của toàn đảng dành cho Chủ tịch nước Tô Lâm trong vai trò lãnh đạo đất nước Việt Nam hướng tới những chân trời mới của sự tiến bộ và thịnh vượng. Trong thư chúc mừng, Chủ tịch đảng nước Nga thống nhất Dmitry Medvedev tin tưởng, với kinh nghiệm chính trị dày dặn và tính chuyên nghiệp cao, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm sẽ đóng góp hiệu quả cho sự phát triển kinh tế xã hội và chính sách đối ngoại độc lập của Việt Nam. Ông Medvedev tin tưởng rằng quan hệ giữa Đảng nước Nga thống nhất và Đảng Cộng sản Việt Nam sẽ tiếp tục được củng cố hơn nữa vì lợi ích của nhân dân hai nước. Thư chúc mừng của Chủ tịch Đảng nước Nga công bằng SM Mironov viết: ở nước Nga, đồng chí Tô Lâm được biết đến và kính trọng như một thủ lĩnh chuyên nghiệp, có trách nhiệm và uy tín, luôn coi lợi ích của đất nước và nhân dân là ưu tiên không gì thay đổi. Ông SM Mironov khẳng định, mong muốn tăng cường đối thoại mang tính xây dựng giữa Đảng nước Nga công bằng với Đảng Cộng sản Việt Nam nhằm hỗ trợ cho sự phát triển của quan hệ đối tác chiến lược toàn diện Nga-Việt. Trong thư chúc mừng, Chủ tịch Đảng Cộng sản Nhật Bản Shikazuo tin tưởng, dưới sự lãnh đạo của Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm, Đảng Cộng sản Việt Nam và Nhân dân Việt Nam sẽ tiếp tục gặt hái được nhiều thành công hơn nữa trong sự nghiệp đổi mới vẻ vang của mình. Ông Shikazuo mong muốn và tin tưởng mạnh mẽ, hai đảng sẽ tiếp tục hợp tác gắn kết chặt chẽ, thúc đẩy quan hệ hợp tác, giao lưu, làm sâu sắc thêm mối quan hệ giữa hai đảng, tăng cường quan hệ giữa hai nước. Trong thư chúc mừng, Chủ tịch Ủy ban Thường trực Hội nghị Quốc tế các chính đảng châu Á ICAPP Chung Eui-yong và đồng chủ tịch, báo cáo viên đặc biệt của Ủy ban Thường trực ICAPP Musahid Hussain Sayed tin tưởng, với 40 năm kinh nghiệm và quá trình lãnh đạo xuất chúng, Tổng bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm sẽ hoàn thành xuất sắc trọng trách cao cả của mình, bày tỏ mong muốn xây dựng mối quan hệ đối tác chặt chẽ hơn giữa ICAPP với Đảng Cộng sản Việt Nam trong các hoạt động của ICAPP trong tương lai, thúc đẩy hòa bình và thịnh vượng trong khu vực. Bí thư thứ nhất Đảng Cộng sản Belarus Sirankov tin tưởng, trên cương vị cao là Tổng bí thư Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Tổng bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm sẽ có những đóng góp mới, làm phong phú thêm di sản lý luận và thực tiễn về xây dựng chủ nghĩa xã hội, đóng góp quan trọng vào sự phát triển của phong trào cộng sản và công nhân quốc tế. Nhân dân Việt Nam sẽ đạt được những thành tựu mới trên con đường xây dựng chủ nghĩa xã hội. Trong thư chúc mừng, Tổng bí thư Đảng Cộng sản Peru Domingo Cabrera Toro đánh giá cao phát biểu của Tổng bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm trong việc khẳng định tăng cường đoàn kết thống nhất,
cùng với Ban Chấp hành Trung ương Bộ Chính trị trong việc lãnh đạo chỉ đạo toàn đảng, toàn dân, toàn quân thực hiện thắng lợi mục tiêu của Đại hội Đảng Toàn quốc lần thứ 13 đề ra, đưa đất nước Việt Nam ngày càng phát triển vững chắc trong thời kỳ mới. Tổng Bí thư Liên minh Nhân dân Galicia Tây Ban Nha tin tưởng Tổng Bí thư Tô Lâm sẽ tiếp bước những di sản của cố Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và các lãnh đạo tiền nhiệm trong lịch sử, lãnh đạo đất nước Việt Nam đạt được nhiều thành công trong tương lai. Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Tây Ban Nha Enrique Santiago tin tưởng trên cương vị mới đầy trọng trách, Tổng Bí thư Tô Lâm sẽ lãnh đạo Đảng Cộng sản Việt Nam tiếp tục nỗ lực phát huy lịch sử vẻ vang của dân tộc, sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc xã hội chủ nghĩa. Phó Chủ tịch thứ nhất Đảng Xã hội chủ nghĩa thống nhất Venezuela Diosdado Cabello Rondon khẳng định việc Chủ tịch nước Tô Lâm được bầu giữ chức Tổng Bí thư thể hiện niềm tin sự ủng hộ tuyệt đối với những thành tích đóng góp tiêu biểu và phụng sự của Tổng Bí thư Tô Lâm với nhân dân Việt Nam. Phó Chủ tịch thứ nhất Đảng Xã hội chủ nghĩa thống nhất Venezuela tin tưởng dưới sự lãnh đạo của Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm, Việt Nam sẽ tiếp tục tăng cường, củng cố, bảo đảm quốc phòng, an ninh, ổn định chính trị, cũng như thúc đẩy sự phát triển bền vững, kinh tế xã hội. Chủ tịch Đảng Cộng sản Venezuela Henry Parra tin tưởng dưới sự lãnh đạo của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, Đảng Cộng sản Việt Nam Quang Vinh sẽ tiếp tục lãnh đạo nhân dân Việt Nam đạt được nhiều thành công mới, tiếp tục làm sâu sắc thêm những thành tựu của đất nước Việt Nam đã đạt được của các thế hệ lãnh đạo đi trước, trong đó có cố Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Bồ Đào Nha Paulo Raimondo gửi lời chúc mừng nồng nhiệt của những người Cộng sản Bồ Đào Nha tới Tổng Bí thư Tô Lâm, tin tưởng rằng Đảng Cộng sản Việt Nam sẽ thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ và mục tiêu quan trọng mà Đại hội 13 của Đảng đã đề ra, cũng như hướng tới chuẩn bị tổ chức thành công Đại hội 14 của Đảng. Nước Việt Nam sẽ tiếp tục phát triển và hiện thực hóa nguyện vọng của nhân dân Việt Nam tiến bước đi lên chủ nghĩa xã hội. Nhân dịp này, Tổng Bí thư Đảng Mặt trận Giải phóng Nhân dân Sri Lanka, Trưởng ban Đối ngoại Đảng Cộng sản Tây Ban Nha Manuel Pineda, Bí thư Quốc tế Đảng Cộng sản các dân tộc Tây Ban Nha Victor M. Lucas, Trưởng ban Quan hệ Quốc tế Đảng Liên minh Nhân dân Xã hội chủ nghĩa Ai Cập, Bí thư Đảng Cộng sản Sudan Fatih Afat cũng đã gửi thư điện chúc mừng Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm. Tổng Bí thư Tô Lâm được dân tin cậy, hướng tới sự phát triển phồn vinh của quốc gia. Theo báo Việt Nam Lướt, ngày 3 tháng 8 năm 2024, tại Hà Nội, một sự kiện chính trị quan trọng đã diễn ra khi Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa 13 bầu đồng chí Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị và Chủ tịch nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam làm Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam khóa 13. Với số phiếu tuyệt đối 100%, ông Bạch Công Tiến, nguyên Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Ba Vì, đã bày tỏ sự tin tưởng vào quyết định của Ban Chấp hành Trung ương, đồng thời đánh giá cao sự lựa chọn này. Ông nhấn mạnh rằng Tổng Bí thư Tô Lâm sở hữu nhiều năm kinh nghiệm trong công tác xây dựng đảng, quản lý nhà nước, hoạch định chính sách và xây dựng pháp luật. Theo ông Tiến, với ba khóa tham gia Ban Chấp hành Trung ương, hai khóa là Ủy viên Bộ Chính trị và vai trò trước đây là Bộ trưởng Bộ Công an, Tổng Bí thư Tô Lâm đã chứng tỏ khả năng lãnh đạo xuất sắc qua việc giải quyết nhiều vấn đề phức tạp và thực hiện thành công các chính sách quan trọng. Ông đặc biệt nhấn mạnh rằng, từng Tổng Bí thư với nền tảng truyền thống cách mạng của gia đình và quê hương Hưng Yên đã thể hiện phẩm chất của một đảng viên ưu tú và đóng góp quan trọng trong nhiều lĩnh vực. Ông Bạch Công Tiến mong muốn Tổng Bí thư Tô Lâm sẽ tiếp tục cùng tập thể Bộ Chính trị và Ban Chấp hành Trung ương xây dựng đảng vững mạnh, tăng cường đoàn kết toàn dân tộc và xử lý hiệu quả các vấn đề nổi cộm, bao gồm phòng chống tham nhũng và tiêu cực. Ông nhấn mạnh rằng, trong bối cảnh toàn cầu hiện nay, việc duy trì sự gắn kết giữa tư tưởng và hành động, giữa ý đảng và lòng dân là rất quan trọng để đảm bảo sự ổn định và phát triển bền vững của đất nước. Tại lễ nhậm chức, Tổng Bí thư Tô Lâm đã có bài phát biểu gây ấn tượng sâu sắc, đặc biệt với câu nói, nguyện dốc sức phụng sự Tổ quốc, nhân dân, lấy hạnh phúc của nhân dân là niềm vui lẽ sống.
chị Nguyễn Thị Hiên, nhân viên văn phòng của trường Đại học Đại Nam, đã chia sẻ sự ấn tượng với quan điểm này, cho rằng nó thể hiện quan điểm nhất quán của Đảng và tư tưởng lấy dân làm gốc của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Chị Hiền đánh giá cao sự nhấn mạnh về việc phát huy tinh thần tự chủ, tự tin, tự lực, tự cường, tự hào dân tộc và cho rằng đây sẽ là nền tảng vững chắc cho chính sách đối ngoại và phát triển đất nước trong tương lai. Chị Hiền còn nhắc lại, tại Đại hội Đảng Toàn quốc lần thứ 13, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã khẳng định tiềm lực và uy tín quốc tế của Việt Nam. Chị tin rằng với kinh nghiệm và tâm huyết của mình, Tổng Bí thư Tô Lâm sẽ tiếp tục phát huy tinh thần này và đưa đất nước tiến lên trên con đường phát triển phồn vinh, đồng thời củng cố vị thế quốc gia trên trường quốc tế. Sự kế thừa tinh thần cây tre trong chính sách ngoại giao sẽ giúp Việt Nam tiếp tục đạt được những thành công mới và nâng cao đời sống của nhân dân. Với sự đồng thuận cao từ Ban Chấp hành Trung ương và sự kỳ vọng từ các tầng lớp nhân dân, Tổng Bí thư Tô Lâm sẽ bước vào nhiệm kỳ mới với sự ủng hộ mạnh mẽ và niềm tin vào khả năng lãnh đạo của ông nhằm đưa đất nước phát triển bền vững và thịnh vượng.